căng thẳng, hồi hộp, áp lực. Đây là khoảng thời gian mà các sĩ tử đang tận dụng từng giờ, từng ngày để học ngày học đêm, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang cận kề. Vâng, với những tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo thì AI sẽ đưa chúng ta đến với một thế giới mới đáng mơ ước, hay là đáng sợ, hay là xa lạ đây. Các nhà sử học, doanh nhân, nhà giáo dục nổi tiếng thế giới đang tập trung tại Thụy Điển để bàn về vấn đề này. 4 thành viên trong gia đình tỷ phú giàu nhất nước Anh bị lãnh án tù vì bóc lột người giúp việc. Vâng, mở đầu chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin cập nhật từ biên tập viên Hải Yến. Xin mời chị. Xin chào anh Xuân Lâm và xin kính chào quý vị khán giả. Xin chào chị Hải Yến, chỉ còn khoảng 4 ngày nữa thôi là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ bắt đầu rồi. Và cũng giống như là chúng ta ngày xưa, các em học sinh thời điểm này chắc chắn đang có rất nhiều những lo lắng, những hồi hộp. Vâng, có thể nói là đây là cái thời điểm mà chạy nước rút và các em học sinh thì đang phải ôn thi cả ngày lẫn đêm. Như là ở thành phố Hồ Chí Minh, năm nay có hơn 90.000 thí sinh tham dự, tỷ lệ chọi rất cao. Nên giờ đây thầy cô cũng như là gia đình đang tìm mọi cách để động viên, hỗ trợ, tiếp sức cho các em trước kỳ thi quan trọng nhất đời học sinh này. Ước mơ trở thành bác sĩ nhưng chưa thể thực hiện trong kỳ thi năm ngoái. Nhiều tháng nay, tối nào em Thảo cũng đến trung tâm luyện thi cùng các bạn với quyết tâm năm nay sẽ thi tốt để vào ngành y khoa. Không phải bản thân em học nhiều mà xung quanh những cái bạn nào mà chuẩn bị, kể cả là thí sinh tự do hay là các em 2K6 thì cũng đều rất là đang cố gắng và nỗ lực vào giai đoạn nước rút. Cuối tuần, các trung tâm luyện thi vẫn đông học sinh. Không chỉ các em căng thẳng, hồi hộp, các thầy cô giáo cho biết cũng chịu áp lực không kém khi mà năm nay là kỳ thi cuối cùng được tổ chức theo chương trình cũ. Tâm lý ai cũng rất là hồi hộp và cũng rất là băn khoăn nữa, tại vì đã không biết là cái năm cuối cùng của cái chương trình cũ á, thì cái đề của nó sẽ khó hơn so với năm trước hay là sẽ thoải mái hơn so với các con. Hôm nay là buổi học cuối, các em tham gia lễ tri ân trưởng thành. Nhìn lại chặng đường 12 năm đèn sách, có cả nước mắt và nụ cười. Cùng với những hoài bão ước mơ của các em là bao hy vọng gửi gắm của cha mẹ, thầy cô trước kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh. Những đóa hoa tươi thắm đang được cài lên ngực áo của các bậc phụ huynh. Những đóa hoa tươi thắm cũng được tặng đến cho các em học sinh. Và sau đây thì tất cả những các em học sinh này cũng sẽ kết thúc buổi học cuối cùng ở ngôi trường này. Và các em chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Với tất cả tình cảm của thầy cô giáo và các bậc phụ huynh để các em sẽ có một kỳ thi tốt nhất. Em hy vọng là tất cả các bạn sẽ có được một kết quả cao nhất, một kết quả ưng ý nhất và đậu vào những trường đại học mà mình mong muốn. Kể từ ngày mai sẽ bắt đầu một chặng đường mới, một cái hành trình mới. Hãy giữ những cái kỷ niệm đẹp nhất về thầy cô, trường lớp và sẵn sàng đón nhận những cái thử thách, những cái trở ngại, những cái khó khăn để chinh phục thành công mới trong tương lai của các em. Trước mắt là kỳ thi tốt nghiệp và đại học, nhiều thách thức nhưng cũng đầy cơ hội. Một tương lai rộng mở phía trước đang chờ đón các em. Vâng, đó là tại thành phố Hồ Chí Minh, thế còn tại Hà Nội nơi mà có số lượng thí sinh tham dự đông nhất cả nước thì công tác chuẩn bị đang diễn ra như thế nào? Vâng ạ, vì là nơi mà có thí sinh tham dự đông nhất cả nước nên lúc này khâu coi thi được thành phố Hà Nội đặc biệt chú trọng để đảm bảo tính công bằng cũng như là thực chất. Ngày hôm qua, thành phố Hà Nội đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho gần 600 cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ thanh tra tại gần 200 điểm thi. Tất cả các khâu của kỳ thi đều thực hiện thanh tra bao gồm chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Các cán bộ thanh tra đã nghe phổ biến về những thiết bị thường ngụy trang dưới dạng như là cúc áo, thẻ ATM, vòng, nhẫn, đồng hồ hay là kính mắt có thể được đem vào phòng thi để thực hiện hành vi gian lận, những dấu hiệu bất thường của thí sinh trong quá trình làm bài thi. Đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa giả mà Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá có quy mô đặc biệt lớn với số lượng là hơn 4 triệu cuốn. Vì lợi nhuận khủng mà các đối tượng đã bất chấp pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm, kéo theo đó là rất nhiều thiệt hại, không chỉ ảnh hưởng tới quyền lợi của người tiêu dùng, tác giả sách cùng với các đơn vị xuất bản mà còn gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam là đơn vị có các loại sách bị làm giả nhiều nhất trong đường dây sản xuất buôn bán sách giả vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá. Làm việc với cơ quan công an, đại diện đơn vị này cho biết không chỉ kích cỡ, mẫu mã, nội dung, màu sắc của cuốn sách mà ngay cả tem dán trên bìa sách cũng bị làm giả. Dưới cái lớp cào, thì cái đó là trong đó nó có cái mã để mà học sinh có thể là truy cập vào cái dữ liệu điện tử để mà sử dụng sách điện tử. Thì nếu như mà sách giả thì sẽ không cào ra, nó sẽ không có cái giải mã số. Theo đại diện nhà xuất bản, việc nhận biết hàng giả có thể thực hiện được, nhưng với không ít người dân, nếu không cảnh giác, họ vẫn rất dễ mua nhầm sách giáo khoa giả, nhất là khi sách giả trà trộn với sách thật trong một số hiệu sách hoặc chào bán trên các sàn thương mại điện tử. Trong 2 tháng tới, càng sát thời điểm năm học mới, việc sản xuất, mua bán sách giả, đặc biệt là sách giáo khoa giả, được dự báo sẽ diễn biến phức tạp. Cơ quan công an cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các ban ngành liên quan để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các cơ sở kinh doanh buôn bán sách giáo khoa, xuất bản phẩm không rõ nguồn gốc, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng. Không những sách mà còn nhiều loại nữa. Vì tập trung cái này là ảnh hưởng rất nặng nề cho cái xã hội. Cho nên thời gian đấy là chúng tôi sẽ quyết liệt trọng tâm trọng điểm về cái lĩnh vực này. Việc đẩy lùi nạn sách giả không chỉ dừng ở các chuyên án mà là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cơ quan, ban ngành chức năng và cả sự ủng hộ nâng cao cảnh giác của người tiêu dùng. Thưa quý vị, lại có thêm đường dây cá độ bóng đá bị triệt phá trong mùa Euro năm nay. Mới đây, Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 10 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã bắt nhóm gồm 6 đối tượng hoạt động đánh bạc trong kỳ Euro 2024 bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Cả 6 đối tượng này cùng cư trú tại huyện Bố Trạch của tỉnh Quảng Bình. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 15 điện thoại di động, máy vi tính cùng các tài liệu có liên quan đến hoạt động đánh bạc và 70 triệu đồng tiền mặt. Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa chỉ đạo xử lý vi phạm với nhà hàng Minh Phi 1, phường Hà Khẩu vì có hành vi ứng xử thiếu văn hóa với khách du lịch. Một du khách đã phản ánh với chính quyền địa phương về việc nhà hàng có dấu hiệu chặt chém giá khi mà một bữa ăn trưa trị giá là hơn 2,3 triệu đồng, trong đó đĩa bề rang gồm 10 con có giá là 765.000 đồng và bát ngao có giá là 200.000 đồng. Trong lúc người này đang dùng điện thoại để quay lại video làm bằng chứng thì xuất hiện hai người đàn ông lạ mặt yêu cầu đoàn không được quay chụp và có những lời lẽ xúc phạm và dọa hành hung. Tiếp nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã xác minh làm rõ vụ việc, xử lý vi phạm hành chính đối với cửa hàng và yêu cầu đại diện nhà hàng gọi điện để xin lỗi du khách. Liên quan đến hiện tượng mặt ruộng tự bốc khói cháy tại xã Ba Mải, huyện Chư Sê của tỉnh Gia Lai, lãnh đạo xã cho biết đây là hiện tượng bình thường, không như những thông tin về ngày tận thế được lan truyền trên mạng xã hội gây hoang mang cho người dân. Trước đó thì trên mạng xã hội đã xuất hiện đoạn video thông tin tại khu vực cánh đồng lúa tự bốc khói bốc cháy. Từ đó thì nhiều người dân hiếu kỳ tìm đến để ghi nhận hình ảnh, phát tán thông tin không chính xác, gây mất an ninh trật tự. Xác minh tại khu vực này một số vị trí có than bùn chứa phốt pho là chất dễ gây cháy, lại kết hợp với thời tiết hanh khô và việc người dân đốt rơm rạ dẫn đến cháy âm ỉ. Do đó, chính quyền địa phương đã đề nghị người dân cảnh giác trước những thông tin bịa đặt sai sự thật như thế này. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1, Cục Cảnh sát Giao thông đang tiến hành xác minh đoạn video ghi lại cảnh xe khách lấn làn chặn đầu xe tải trên đường cao tốc. Sự việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 23 phút ngày 22 tháng 6 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đoạn video được ghi bằng camera hành trình cảnh một chiếc xe khách biển số Lào Cai liên tục chạy lấn sang làn đường ngược chiều, lạng lách. Địa điểm xảy ra vụ việc là đoạn cao tốc có 2 làn xe có vạch kẻ liền cấm vượt. Sau đó thì 3 người đàn ông bước từ xe khách xuống mang theo gậy tiến tới khu vực cabin của xe tải và hành hung tài xế. Thưa quý vị, xe công nông, một loại phương tiện đặc thù có thể vượt qua mọi địa hình đèo dốc sông suối để vận chuyển phân bón, nông sản phục vụ sản xuất mà không có bất kỳ phương tiện nào có thể thay thế được. Tuy nhiên thì loại xe này cũng tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông, đặc biệt là vào ban đêm hoặc là vào thời điểm ánh sáng kém. Và để phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này, Công an tỉnh Đắk Nông đã đồng loạt triển khai dán đề can phản quang phía trước và phía sau của hàng chục ngàn xe công nông, xe máy cày, xe máy kéo nhỏ trên địa bàn của tỉnh. Từ sáng sớm, tại khu vực sân bóng trung tâm huyện Krông Nô, hàng trăm chiếc công nông, máy kéo, máy cày. Loại phương tiện mà người dân Tây Nguyên vừa dùng để vận chuyển nông sản, phân bón và cày cuốc đã được đưa tới đây để lực lượng công an dán đề can phản quang, với mục đích là để mọi người nhận ra khi loại phương tiện này di chuyển trên đường hay trên đường dãy vào ban đêm. Trang bị dán phản quang cho xe để gây sự chú ý cho những người tham gia giao thông, để chúng tôi tham gia giao thông được an toàn. Tôi xin cảm ơn. Những năm qua, tai nạn giao thông do xe công nông gây ra luôn là nỗi ám ảnh của người dân Tây Nguyên, nhất là vào ban đêm. Lý do là bởi loại phương tiện này không có đèn chiếu sáng, rất khó nhận biết khi đi trên đường vào đêm tối, và chỉ nhận ra khi những chiếc xe này đã tiến rất gần. Vì vậy, chúng đang tạo ra nỗi khiếp sợ đối với những người tham gia giao thông và của chính những người điều khiển nó. Lái công nông ban đêm rất nguy hiểm vì xe không có đèn chiếu sáng, phải dùng đèn pin để soi, nhưng không dùng thì không có xe nào đi vào nương rẫy được nên phải dùng. Từ nay đến hết tháng 6 và đầu tháng 7 thì sẽ dán đề can cho tất cả các phương tiện, đảm bảo làm sao 100% các cái xe này được dán phản quang để nó góp phần ngăn ngừa tai nạn giao thông xảy ra đối với loại phương tiện. Hiện nay toàn tỉnh Đắk Nông có hàng chục ngàn xe công nông. Dù mất an toàn, nhưng loại xe này phục vụ đắc lực cho việc vận chuyển hàng hóa, nông sản cho nông dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Vì vậy, để đảm bảo an toàn giao thông, ngoài việc vừa liên tục tuyên truyền để người dân dần nắm bắt và tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, thì việc dán đề can phản quang đang là giải pháp tích cực, góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho người dân cho đến thời điểm này. Thưa quý vị, đây là hình ảnh đất dự án đã được phân lô xây dựng đường nội bộ ở huyện Bảo Lâm của tỉnh Lâm Đồng nhưng không được cấp phép xây dựng. Nguyên nhân là do các dự án này bị trồng quy hoạch khoáng sản. Mới đây thì Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho các sở rà soát các vướng mắc và đề xuất trong quá trình triển khai quy hoạch khoáng sản để không ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Những mảnh đất đã được phân lô xây dựng đường nội bộ vuông vức trải dài theo sườn đồi. Đất đã phân lô nhưng không xây dựng canh tác, bỏ hoang hóa cỏ dại mọc đầy. Ông Thảo, một người dân xã Lộc Tân tiếc đất bỏ hoang, thuê lại diện tích đất này để trồng rau màu kiếm thêm thu nhập. Chỗ này em 110 mấy triệu à? Là nói chung mình vừa làm vừa giữ đất với lại làm sạch cỏ cho người ta thôi. Với lại mình trồng thêm rau màu các thứ linh tinh để mình thu nhập thêm. Không chỉ tại xã Lộc Tân mà tại các xã khác tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cũng có tình trạng tương tự. Khu vui chơi, giải trí, hồ bơi đáng lẽ phải nhộn nhịp thì giờ đây chỉ còn cỏ cao lúc đầu với những tấm biển được chính quyền địa phương cảnh báo như thế này. Nhiều dự án đã được phân lô làm đường nội bộ tạo cảnh quan giờ nằm im bất động. Cách đây 4 năm thì tại vị trí này hàng trăm khách hàng từ các tỉnh đã được đưa về đây để giới thiệu về một mô hình xây dựng nhà ở và chuyển giao. Tuy nhiên hiện nay thì dự án này vắng không một bóng người. Và tại thành phố Bảo Lộc cũng như huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng thì có rất nhiều dự án hoang hóa như thế này. Không chỉ các dự án đã được chính quyền cấp tỉnh phê duyệt mà việc xây dựng nhà ở cá nhân nhỏ lẻ và quy hoạch cộng đồng nông thôn mới tại tỉnh Lâm Đồng cũng đang bị vướng ngay từ cấp cơ sở. Lộc Tân nói riêng và các xã trên địa bàn Bảo Lâm nói chung thì đang vướng quy hoạch vùng huyện là chưa được phê duyệt, bởi vì nó vướng cái quy hoạch khoáng sản. Chính vì quy hoạch vùng huyện không phê duyệt được dẫn đến cái quy hoạch nông thôn mới của các xã là không thực hiện được. Và quy hoạch nông thôn mới thì giai đoạn 2011-2020 đến thời điểm này đã hết hạn nhưng không được điều chỉnh, dẫn đến cái tình trạng là người dân muốn xây dựng nhà nhưng không xây dựng được. Nếu như để cho người dân xây dựng thì chính quyền sai, mà không cho người dân xây dựng thì nó ảnh hưởng đến quyền lợi trực tiếp của người dân. Cũng chính vì bị vướng do quy hoạch mà thời gian qua, câu chuyện xây dựng nhà chưa được cấp phép với quy mô lớn có, nhỏ có đang có chiều hướng gia tăng tại tỉnh Lâm Đồng. Trong khi đó, chính quyền cấp cơ sở thì vẫn loay hoay với việc giám sát, xử phạt và giải thích cho người dân, đơn vị khi triển khai xây dựng. Thành phố Hà Nội đang thực hiện rà soát phân loại đối với nhà ở cho thuê trọ, nhất là nhà ở có nhiều tầng, nhiều căn hộ, dứt khoát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy là có phường tại Hà Nội, 99% các cơ sở nhà trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh không đảm bảo an toàn cháy nổ. Trong đó nhiều cơ sở ở mức độ nguy hiểm cháy nổ rất cao, chính quyền của nhiều phường đang đề nghị tạm dừng hoạt động. khách sạn 8 tầng này được cải tạo cho thuê trọ theo tháng. Tầng 1 để rất nhiều xe máy của hơn 30 người thuê. Những tầng phía trên chia phòng cho thuê, mỗi tầng 4 phòng. Hành lang tất cả các phòng đều phơi quần áo. Tất cả hệ thống thiết bị báo cháy, đèn chỉ dẫn đều không hoạt động. Cả căn nhà chỉ có một lối thoát hiểm duy nhất là cầu thang bộ. Dẫn đến tầng 8 cũng chật kín các đồ dễ bắt lửa. Không biết phải giải quyết như nào, xử lý như nào. Rất khó đấy với cấp. Nhiều người chấp nhận đánh đổi, như sinh viên ở đây em có một số người sinh viên họ chấp nhận, họ biết là nguy hiểm nhưng mà họ không còn chỗ là ở khác để ở hẳn thì họ phải chịu, họ buộc họ chấp nhận đánh cược mạng sống của mình. Nhưng nhà trọ đó vẫn được gọi là cao cấp ở đây, bởi chỉ riêng con ngõ ở phường Thanh Nhàn này còn rất nhiều cơ sở khác, tình hình còn nguy cấp hơn rất nhiều. Những cộng tác viên tổ liên gia an toàn cho biết rất vất vả những ngày này, áp lực tới từng thành viên. 7 phòng cho thuê mà không có nổi bình chữa cháy thì cái hoàn cảnh mà người ta chấp nhận bỏ qua, kể cả nhà không có lối thoát hiểm người ta cũng bảo việc nhà người ta. Chủ nhà trọ căn nhà 5 tầng một tum trong ngõ Hòa Mã không có lối thoát hiểm thứ hai nên đã dán tờ giấy với dòng chữ hướng dẫn rất nhiều bước thế này. Theo chỉ dẫn của chủ nhà trọ, chúng tôi lên tới tầng 6 của ngôi nhà này, cũng là lối thoát hiểm duy nhất của ngôi nhà thì dẫn tới một căn phòng khác đã được chủ cơi nới và cho khách thuê hàng ngày. Ngay trong chính căn nhà này, ở phía dưới có rất nhiều những vật dụng rất dễ bắt cháy ngay lối cửa thoát hiểm. Và điều đặc biệt là nếu chẳng may người thuê trọ đi vắng, cánh cửa này sẽ đóng lại thì chắc chắn lối thoát hiểm này cũng sẽ không còn nữa. Cái lan can sang bên kia một tí thì chứ có cái gì đâu cần, mình có một cái thanh gỗ hay một cái gì đấy mình bắc ngang sang thôi, rất là đơn giản. Hà Nội như thế mà nhà cửa thì đất đai thì chật hẹp, lấy đâu ra mà có được một cái địa thế, cái nhà này địa thế mà để có chỗ thoát hiểm như này không phải là dễ. Bước cuối cùng khi các cơ sở không thể khắc phục, chính quyền các phường sẽ cắm bảng thông báo, trăng dây và kiên quyết cấm kinh doanh. Thưa quý vị, trên các nền tảng mạng xã hội như là TikTok hay là Instagram gần đây đã xuất hiện nhiều thông tin gây nghiện. Đây là các bài đăng hay là các bài quảng cáo được tạo nên từ một thuật toán giúp theo dõi xu hướng của người dùng và có khả năng là gây nguy hiểm cho trẻ em dưới 18 tuổi. Trước tình hình trên, Thống đốc bang New York của Mỹ mới đây đã ký một dự luật nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi những nội dung gây nghiện trên mạng xã hội này. Theo dự luật, các mạng xã hội và các đơn vị quảng cáo sẽ không thể truy cập các thông tin của người dùng để cá nhân hóa các mẫu quảng cáo, từ đó giảm khả năng trẻ dưới 18 tuổi bắt gặp các quảng cáo mang tính gây nghiện. Dự luật cũng cấm các nền tảng gửi thông báo cho trẻ em vị thành niên về các bài đăng mới trong khoảng thời gian là từ 12 giờ đêm cho tới 6 giờ sáng. Trước đó, vào ngày 7 tháng 6, chính quyền bang New York cũng đã thông qua dự luật hạn chế các trang web trực tuyến thu thập và bán dữ liệu cá nhân của người dùng chưa đủ tuổi vị thành niên. Theo một nghiên cứu đến từ Đại học Harvard, trong năm 2022, 6 nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất đã thu về 11 tỷ đô la từ quảng cáo nhằm vào trẻ vị thành niên. Những thuật toán gây nghiện đang được sử dụng để ép buộc trẻ em phải xem những nội dung vốn không được sự chấp thuận của các em. Điều này cần phải chấm dứt ngay bây giờ. Vì sao chúng tôi lại thúc đẩy dự luật này? Đơn giản là vì chúng tôi muốn bảo vệ trẻ em. Hiện tại trên khắp nước Mỹ, mạng xã hội đang khiến trẻ em phải vật lộn với quá nhiều vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lo âu. Thậm chí một gia đình hàng xóm đã từng phải nhờ tôi giúp vì con của họ đã tự ngược đãi bản thân chỉ vì sử dụng mạng xã hội 10 tiếng một ngày. Tại Thụy Sĩ, để bảo vệ hươu nai không bị nông dân vô tình làm hại bằng máy móc nông nghiệp nặng, các tình nguyện viên đã sử dụng những thiết bị bay không người lái để tìm kiếm những con vật này ẩn mình dưới những bãi cỏ cao. Ước tính là hàng trăm con hươu nai con đã bị giết hoặc là bị thương do va chạm với các máy móc nông nghiệp trên những cánh đồng ở Thụy Sĩ, khiến cho tổ chức cứu hộ của bang Vo đã phải hành động. Hươu nai có xu hướng để lại con non trên cánh đồng trong khi chúng đi tìm kiếm thức ăn, sau đó quay trở về với các con. Không giống như các con trưởng thành, vốn nhạy cảm với tiếng ồn, hươu nai con thường đứng yên để đợi mẹ trở về, khiến cho chúng càng dễ bị máy móc va phải. Do đó, các tình nguyện viên đã áp dụng công nghệ cao là các thiết bị bay không người lái để quan sát tìm kiếm những con vật này, tránh để nông dân làm chúng bị thương khi mà thu hoạch mùa màng. Thưa quý vị, các nhà sử học doanh nhân, nhà giáo dục nổi tiếng thế giới đã tập trung tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển vào tuần này để thảo luận về những tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI. Đây là một chủ đề được lặp đi lặp lại trong thời gian gần đây, nhưng vẫn chưa có lời giải xác đáng cho nỗi lo của con người về công cụ mới thú vị nhưng cũng tiềm ẩn nguy hiểm này. Những thông báo mới về các tiến bộ của trí tuệ nhân tạo AI từ các ông lớn công nghệ đang ngày càng xuất hiện nhiều và liên tục. Ngay cả khi một số tiến bộ đó không có khả năng thay đổi cuộc chơi như tuyên bố, thì lĩnh vực AI vẫn thực sự đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Hiện đã có một số công cụ trò chuyện thực sự ấn tượng, có thể thực hiện một loạt nhiệm vụ nhờ sử dụng kiến thức lấy từ khắp thế giới. Nhưng những công cụ này biết rất ít về chúng ta và nhu cầu của chúng ta. Một số những chuyên gia xuất sắc nhất thế giới tập trung tại hội nghị về AI ở Stockholm, thủ đô Thụy Điển, có những quan ngại sâu sắc, thậm chí cho rằng AI phải được gọi là trí tuệ lạ. AI đang phát triển thành một loại trí thông minh lạ, không phải của con người, thậm chí nó không phát triển một cách tự nhiên. Một hệ thống AI có thể hiểu biết từng người trong chúng ta ở mức độ sâu sắc và thân thiết đến mức siêu phàm, và điều này có thể tạo ra khả năng chúng ta bị thao túng ở mức độ chưa từng có. Một nhà khoa học thần kinh chuyên về AI thì lại lo ngại AI sẽ chiều theo người dùng, trong khi chúng ta lại quá phụ thuộc vào nó. AI có thể đóng vai trò thách thức chúng ta và giúp chúng ta tự suy nghĩ. Nhưng tôi lo lắng là hầu hết mọi người sẽ chọn sử dụng AI để không phải suy nghĩ cơ. Họ muốn nghe theo AI. Giám đốc điều hành của công ty cung cấp hệ thống AI để tự động hóa các công việc hành chính thì nhìn nhận các công cụ AI sẽ hỗ trợ con người theo hướng rất tích cực. Điều gì sẽ xảy ra vào năm 2100? Với tất cả những tiến bộ đang xảy ra trong công nghệ, liệu chúng ta có chứng kiến tỷ lệ thất nghiệp 90% đến 99% không? Tôi không nghĩ vậy. Tôi nghĩ nhiều khả năng là năng suất của con người sẽ tăng vọt. Vì vậy, AI sẽ đưa chúng ta lên thiên đường hay xuống địa ngục. Tôi thì nghĩ rằng chỉ theo một trong hai hướng ấy thì không phải là bản chất của nền văn minh của loài người, không phải là bản chất của con người và cũng không phải là bản chất của thực tế. Vì vậy, vấn đề thực sự chỉ là chúng ta sẽ làm gì với sức mạnh của AI. Vâng, quả thực là công nghệ phát triển rồi, đặc biệt là AI nó đã giúp đỡ cho cuộc sống của con người chúng ta rất là nhiều, và một tương lai xa lạ thậm chí là đáng sợ có thể đến khi mà mối quan hệ giữa chúng ta với AI chúng ta quên mất rằng chúng ta mới là chủ. Vâng, đúng là như vậy. Chúng ta thì vẫn thường lo rằng là AI sẽ thao túng con người, nhưng mà sao chúng ta không lấy đó làm động lực để có thể là không ngừng học hỏi và tiến lên, để chứng minh rằng là không có gì có thể thay thế được bộ não của con người cả. Vâng, sẽ được tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mới đây, 4 thành viên gia đình Hinduja, gia đình giàu nhất của nước Anh, đã bị tuyên án tù ở Thụy Sĩ vì bóc lột người giúp việc Ấn Độ tại dinh thự của họ tại thành phố Geneva. Tòa án ở Geneva đã tuyên án ông Prakash Hinduja, 78 tuổi, và người vợ là Kamal, mỗi người 4 năm 6 tháng tù vì tuyển những người nhập cư dễ bị tổn thương và bóc lột họ với đồng lương ít ỏi. Người con trai Ajay và vợ cũng lĩnh án mỗi người 4 năm tù. Gia đình này bị cáo buộc đưa những người giúp việc từ Ấn Độ đến Thụy Sĩ và tịch thu hộ chiếu của họ, trả lương khoảng là 325 franc, tương đương với khoảng 9.100.000 đồng một tháng, tức là thấp hơn tới 90% so với mức trả lương hiện hành. Hinduja là gia đình giàu nhất nước Anh với tài sản ước tính là khoảng 37 tỷ bảng Anh, tức là khoảng 47 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn Hinduja hoạt động trong lĩnh vực dầu khí, ngân hàng, chăm sóc sức khỏe và đã có mặt ở 38 quốc gia với khoảng là 200.000 nhân viên. Thưa quý vị, nằm ẩn mình trong những dãy núi giữa sa mạc, Petra là một địa danh hùng vĩ gần như là độc chất vô nhị của đất nước Jordani. Ở nơi đây thì toàn bộ những đền đài, những lăng tẩm, nhà ở vân vân đều được tạo nên bằng cách đẽo tạc vào lòng núi. Trải qua hơn 2.000 năm, Petra ngày nay vẫn giữ được những vẻ đẹp gần như là nguyên vẹn của nó và được UNESCO công nhận là một trong những di sản của nhân loại. Bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng với phóng viên Đài Truyền Việt Nam khám phá điểm đặc biệt, điểm đến Petra trong mục đi và trải nghiệm ngày hôm nay. Một thành phố nằm giữa sa mạc thời xưa thì có gì đặc biệt? Nếu bạn vẫn nghĩ đó chỉ là những túp lều của dân du mục, thì Petra có thể mang tới một hình ảnh hoàn toàn khác. Người ta vẫn gọi Petra là một kiệt tác hay một kỳ quan giữa sa mạc. Không ai biết Petra đã tồn tại từ khi nào. Chỉ vài sử liệu ít ỏi còn lại tới ngày nay cho thấy, nơi đây đã từng gắn liền với triều đại của những người Nabatin, vốn phát triển thịnh trị vào thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Nhưng rồi đến năm 363 sau công nguyên, hầu như cả thành phố đã bị chôn vùi sau một trận động đất. Phải 15 thế kỷ sau, con người mới lại biết tới sự tồn tại của nó. Người ta xây dựng nên những công trình này bằng cách đục vào các núi đá, cứ từ trên xuống với những cây đục và búa. Ngày nay vẫn còn dấu tích của những hốc đá, nơi họ treo những giàn giáo để thực hiện công trình này. Để đi được vào Petra, người ta sẽ phải vượt qua một khe núi hẹp, trải dài tới gần 2 cây số, gợi liên tưởng tới những thành phố bí ẩn trong truyền thuyết. Để rồi đến cuối con đường, một không gian hùng vĩ được mở ra. Những cư dân cổ xưa tại đây đã cố tìm ra một nơi để có thể được bảo vệ một cách tự nhiên. Chẳng hạn, nếu bạn đứng từ đỉnh núi mà nhìn xuống đây, thì sẽ không hề biết có sự tồn tại của thành phố này. Tương truyền, họ phải làm vậy để cất giữ những kho báu ở nơi đây. Những công trình cổ xưa được chạm khắc tinh xảo. Nhưng Petra còn đặc biệt ở chỗ, người ta có thể tìm thấy những trường phái kiến trúc đa dạng ở nơi đây. Từ Ai Cập cổ đại, cho tới nền văn minh Babylon tại Iraq ngày nay, hay cả những sân khấu ngoài trời mang phong cách Hy Lạp La Mã. Những công trình phức tạp, tinh xảo lại tập hợp được những trường phái của các nền văn hóa khác nhau, một lần nữa cho thấy sự thú vị của những nền văn minh cổ xưa. Rất nhiều những bí ẩn tại Petra cho tới nay vẫn chưa có lời giải. Những giá trị kiến trúc nghệ thuật hơn 2.000 năm tuổi vẫn khiến người đời nay không khỏi ấn tượng. Anh Phương, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Petra, Jordani.